Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video là trả lời các câu hỏi của anh em. Anh em có viết comment như thế này: anh cho em hỏi, em có con kích Sure 12V 500W, sau em sử dụng vài chục watt mà quạt cũng lúc nào cũng quay, từ lúc nào tắt kích thì thôi, nhờ anh tư vấn dùm em. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Và xin cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh và gia đình sức khỏe và thành công ạ. Rồi thì qua cái câu hỏi của anh á, thì ở đây nè, tôi cũng có cái con kích Sure 500W xin chuẩn nè anh. Thì cái con kích này đầu tiên tôi mua nè, sau này tôi cho bà già bà sử dụng nè. Qua hơn 3 năm sử dụng rồi. Thì bây giờ cái con kích này nó đang mở lên nè anh, đang tải nè, đây nè, đang mở cái tivi nè anh. Đó, cái tivi 40 inch nha. Đó, thì ở đây cái đường điện lên đây nè. Đó. Lên đây nè, ra cái ổ cắm nè. Đó, thì cái hệ này là cũng một cái hệ điện độc lập 300W pin nè. Sử dụng cái con sạc Sure 20A là điều khiển được 300W pin ha. Đó, thì sử dụng luôn cái con sinh chuẩn 500W nè. Đó, thì cũng bà già bà đang xem tivi đó anh. Đó, quạt đâu có quay đâu. Đây, để tôi quay sao nè anh. Để tôi cố gắng làm sao tôi quay được cái cánh quạt cho anh xem. Đó, cái cánh quạt anh thấy không, nó nằm im ru nha. Đó, cánh quạt nó không có quay ha, anh không có nghe ù ù nha. Đó, kích thì nó đang mở nè, đang hoạt động nè, bà già xem tivi nè. Đó, thì nếu mà cái con kích của anh á, anh nói anh mở lên á thì nó chạy suốt, đến khi nào anh tắt thì thôi. Thì tôi xin nêu lên vài cái trường hợp. Thì cái con kích này á, thì lúc mà cái nếu mà cái điện áp á, nó chạm ngưỡng của nó, ví dụ như cái con này hình như là cái điện áp nó, nếu mà nó nằm 15V là nó báo lỗi nè. Đó, nếu mà nó nằm cặn cỡ chừng 10-14.9V coi như lúc nào cái điện áp nó cũng cao, hoặc là cái điện áp nó thấp, nó cặn cặn cái kiểu như là những cái con này á, là cái điện áp 10V 8 á, là nó ngắt. Cái kiểu cái bình của mình nó tầm là 11V, chẳng 11.5V. Lúc đó thì cái áp nó thấp nên cái dòng lên rất cao, nên cái con này nó hoạt động thời gian lâu nên nó bị nóng, nên nó tản nhiệt suốt. Đó là một cái trường hợp. Xin lỗi. Cái trường hợp thứ hai nữa. Xin lỗi anh em nha. Cái áp bình của cái áp bình của mình á, nó rất cao. Đó, nó cũng cặn đến cái ngưỡng áp của con này á, nó nhận ví dụ như từ 10.8 đến 15V. Nhưng mà có trường hợp là cái bình nó nằm tầm cái chừng 10 trên 14V. Đó, thì nó cũng có thể là chạy suốt, hoặc là dưới 12V. Đó, thì nó cũng có thể là chạy suốt. Đó, thì qua cái con này sử dụng qua mấy năm rồi. Đó, nó không giống như anh nêu cái thông tin của anh ra là bật kích là quạt nó quay, không bật tắt thì nó mới thôi. Đó, nhưng mà không biết là cái con kích của anh là con kích Sure. Đây thì cái con kích Sure, nhưng mà không biết cái con kích anh là sinh chuẩn hay là sinh sống vuông. Đó, thì nhưng còn riêng á thì tôi xin nêu lên hồi nãy giờ là đây là cái con kích sinh chuẩn nha, 500W nha. Đó, thì sử dụng tải thì cái tivi này á, cái tivi này nó có công suất là 70W giờ, và một cái đầu thu nữa, đầu thu là 10-11W giờ, đâu tổng cộng tầm trên dưới khoảng 80W giờ đó anh ạ. Đó, thì như anh thấy ha, thì nó không có quay. Đó, như nãy giờ quay cũng qua mấy phút rồi đó, anh xem nè cái quạt ở sao nè, để tôi cố gắng tôi quay nè. Anh thấy cái cánh quạt không? Đó. Đây nè, đó. Không quay ha. Rồi, thì qua vài thông tin chia sẻ cùng anh, xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo câu hỏi của một anh: em ơi, anh có 4 bình acquy 110A, nối lại dùng kích điện 3000W, có chạy được điều hòa không? Nếu chạy được thì thời gian chạy được khoảng bao lâu vậy? Anh cảm ơn nhé. Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, cái điều hòa của anh thì tôi không rõ là cái công suất tiêu thụ điện nó khoảng bao nhiêu ha. Đó, thì tôi chưa sử dụng qua cái điều hòa nên tôi không nắm rõ về cái vấn đề này. Nhưng mà cũng có một vài cái thông tin thì cái điều hòa, ví dụ nha, chẳng hạn như một ngựa thì nó có cái công suất là khoảng 750W giờ, nhưng mà cái công suất đó là khi mà ban đầu khởi động chạy, khi mà nó làm lạnh rồi thì nó có thể là ăn ít điện lại đó. Nhưng mà cũng không chắc cho lắm, tại vì tôi chưa sử dụng qua. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì những cái thông tin chi tiết của điều hòa tôi cũng không nắm rõ nữa đó.
Nhưng mà tôi cũng nắm rõ về cái hệ lưu trữ điện của anh là 4 cái pin ắc quy. Đó thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ về cái vấn đề là cái hệ lưu trữ của anh ha. Đó thì để anh tính xem, anh xem lại cái thông số trên cái điều hòa và anh tính ra thời gian anh sử dụng cái điều hòa được bao lâu ha. Đó. Thì anh có 4 cái pin 110A. Thì một cái pin này á, mỗi một cái pin 110A thì khi mà mình sạc nó á, pin mới nha, thì nó trữ được tầm tầm là 1.3 điện là 1.300W đó. 4 cái pin như vậy mình nhân lên 42 tầm tầm á, khoảng 5.2 điện khi mà mình sạc no ha. Đó là chi tiết, nhưng mà cũng tùy theo bình mới bình cũ nha anh. Đó là bình mới, ví dụ như bình mới mà mình sạc no thì nó trữ điện được là tầm tầm 5.2 đó, nhưng mà trong quá trình mình xả ra để mình sử dụng nó là tầm là chỉ là 4 kg thôi. Ở trong quá trình mà chuyển đổi điện lại nó thất thoát và nó tiêu hao nữa, và loại ắc quy thì không thể nào mình xả cạn lượng điện nên chỉ sử dụng tầm tầm khoảng được 4 kg. Đó là bình mới nha anh, mà sạc nó. Còn nếu mà bình đã qua thời gian sử dụng rồi thì cái dung lượng lưu trữ nó giảm dần theo thời gian ha. Ví dụ bình mới thì nó lưu còn được 110A, 110A trên giờ ha. Còn nếu mà cái bình cũ rồi, chẳng hạn như qua thời gian vài tháng sử dụng nó lưu còn 100A, rồi qua nửa năm sử dụng rồi lưu còn khoảng chừng từ 8 đến 90A, rồi qua một năm sử dụng rồi nó lưu còn từ 7 đến 80A, kiểu vậy anh. Nên cái trường hợp này á thì cũng tùy theo hết bình mới bình cũ ha. Đó rồi thì tôi xin nêu lên vài thông tin để chia sẻ cùng anh tham khảo ha. Nếu mà anh muốn chạy được điều hòa chạy được nha anh, đó chạy được thì anh có thể là dùng cái con kit 3000W rồi xin chuẩn nha anh. Đó sử dụng nó rất là ổn áp. Đó thì anh có thể là tính xem là cái điều hòa của anh nó tiêu thụ khoảng bao nhiêu. Đó thì 4 cái bình thì anh có 4 cái như nãy giờ tôi nêu ra, bình mới sạc no thì lưu trữ được tầm tầm là khoảng 5.2 kg điện nha, nhưng mà trong quá trình mình chuyển đổi để mình sử dụng chỉ được là 4 kg thôi. Đó kiểu là vậy, là bình mới. Còn nếu mà bình đã qua thời gian sử dụng rồi thì không được, đó nó phải ít lại đó. Rồi xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp theo câu hỏi, chào anh, cho em hỏi, em có tấm pin 535W sạc cho bình 12V 100Ah nắng lớn lắm mà sao nó vào chỉ được 13.3V, sao vào không hơn 14V vậy anh? Em cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Dạ xin cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh và gia đình sức khỏe ạ. Dạ tôi không biết là anh dùng cái con sạc gì để sạc cho cái bình 12V 100Ah đó, thì cái này tôi không nắm rõ là cái con sạc ha, không biết anh dùng cái con sạc MBT hay là BBKM đó. Nếu mà anh có tấm pin có công suất lớn về mà anh muốn sạc pin hệ 12V đó, thì anh nên dùng cái con sạc MBT nha, con sạc 45A là nó phù hợp với cái tấm pin này đó. Mà anh nói là anh sạc 13V3 nó không lên được 14V thì cái này cũng tùy theo á, không biết là anh cài đặt cái app sạc trên cái bộ sạc á, ví dụ nha anh cài 13V3 thì nó chỉ nằm tới đó thôi, cái điểm đó là cái điểm dừng của cái volt rồi, nó không lên được nữa. Ví dụ như anh phải tăng volt lên tầm 14.5 hoặc là 14.7V thì cái volt bình 12V nó mới lên tới cái điểm đó. Cũng đó là một cái ha, để anh tham khảo ha. Và cái trường hợp thứ hai thì không biết là anh có vừa sạc cái tấm pin anh vừa sử dụng không, vừa sạc vừa xả. Ví dụ như cái tấm pin nó tạo ra một cái lượng điện á, tầm khoảng nếu mà nắng tốt á 300-400W mà anh sử dụng, trong khi đó anh cũng sử dụng với cái lượng điện tầm từ 300-400W là tất nhiên cái tấm pin nó tạo ra điện bao nhiêu là anh sử dụng hết bao nhiêu, nên cái bình cái áp nó nằm á cứ mức độ trung bình là 13.3V, nó không lên được nữa, là lý do anh cũng có thể là vừa sạc vừa xả nên áp lên không được cao ha. Đó cái thứ hai thì anh hãy xem lại cái bộ sạc của anh thì anh cài cái áp sạc bao nhiêu đó, anh có thể là nâng cái áp sạc lên tầm 10 trên 14V, 14.5 hoặc 14.7 đó. Thì tại vì cái thông tin anh nêu ra nó cũng chưa đầy đủ, tôi cũng không có nắm rõ về cái vấn đề là anh dùng cái tấm pin này, anh dùng cái con sạc nào và anh như thế nào thì tôi cũng chưa có hiểu rõ, mà không biết tại sao mà nằm 13.3V, không biết là anh cài cái app sạc trên cái bộ sạc là bao nhiêu volt, ví dụ như nãy giờ tôi nêu ra đó, anh phải kiểm tra lại cái đó ha.
đó thì anh nên kiểm tra lại xem ở cái đường dây từ cái tấm pin vào ha, rồi nó có an toàn không, dây có nhỏ quá không, có nóng không, nó có bị lung lơ lỏng lẻo chỗ nào không, đó thì anh nên kiểm tra lại hết xem nha, coi nó có bị cái trường hợp nào trong nãy giờ tôi nêu ra, không biết là anh có vừa sạc vừa xả hay không, đó là một cái ha. Cái thứ hai thì cái app trên bộ sạc của anh, nếu mà anh cài 13.3 thì đến cái điểm app đó thì nó phải dừng thôi, nó không lên được 14V, đó là một cái. Cái thứ ba nữa thì anh kiểm tra lại hết cái đường dây từ cái jack MC4 đến cái con sạc xem dây có nhỏ không, rồi kiểm tra dây và ngay chỗ những tiếp điện ha, tôi có nóng chỗ nào ha, anh kiểm tra lại hết xem nha. Đó, tại vì tôi không có nắm rõ cái thông tin cụ thể anh nêu ra là anh dùng là cái tấm pin này và anh dùng cái con sạc gì, con sạc BKM hay là MET và ngay cả cái áp sạc nữa, và cũng có thể là anh vừa sạc vừa xả nữa đó, nên tôi xin nêu lên vài cái thông tin và vấn đề để chia sẻ cùng anh. Rồi xin cảm ơn anh, rồi cái video tôi chia sẻ đến đây cũng xin tạm dừng, xin chân thành cảm ơn em rất nhiều.